Kính chào quý vị đã quay trở lại với C-Talk, nơi chuyên gia nói. Kính thưa quý vị, dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp và trong số những nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng thì ngoài những người có bệnh nền, người lớn tuổi, trẻ em là một đối tượng cần được quan tâm đặc biệt để bảo vệ. Trong C-Talk hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi kết nối với tiến sĩ, bác sĩ Trần Anh Tuấn, trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh để cùng hiểu thêm về vấn đề này. Thưa bác sĩ, đợt bùng phát dịch thứ tư ghi nhận nhiều ca bệnh là trẻ em mắc Covid. Theo bác sĩ, việc điều trị COVID cho trẻ em có những thuận lợi và khó khăn gì ạ? Cho tới hiện nay thì ta thấy rằng có điều may mắn trẻ em vẫn là đối tượng ít mắc bệnh. Và khi mắc bệnh thì ít bệnh nặng, thậm chí là rất là hiếm khi mà tử vong. Và thực tế thì rất nhiều nghiên cứu trên thế giới bắt đầu đã thấy rằng cái tỷ lệ trẻ em mà trong số tổng số bệnh nhân COVID mình chưa tới 2% là tử vong. Và đa số không có triệu chứng hoặc có triệu chứng chỉ rất là nhẹ, rất chi nặng và tử vong. Đó là thuận lợi quan trọng nhất trong những bệnh điều trị khi cho tôi sẽ các cháu có những bệnh viện như thế thì điều trị để chúng ta rất hơn nhiều cho các cháu của chúng ta. Và tuy nhiên gần đây ta thấy có hiện tượng thế này, khi số lượng bệnh nhân mắc Covid nó gia tăng thì số trẻ mắc Covid-19 thì cũng gia tăng theo tỷ lệ tương ứng trước cái sự bùng nổ khó lường của Covid-19 thì chúng ta không thể chủ quan được. Ngoài ra ta cảm thấy như thế này, Covid thì có tác động trực tiếp của nó trên trẻ em, thì trẻ em còn chịu tác động gián tiếp của nó không thể xem thường. Chẳng hạn trong điều kiện thế này chúng ta phải thực hiện giãn cách xã hội, thậm chí phải cách ly, thì do đó các cháu giảm khả năng tiếp cận với cơ sở y tế, vấn đề chăm sóc y tế của chị cũng rất là nhiều khiếm khuyết, nhiều cháu là cũng thừa không được đầy đủ. Thì gia tăng đối nghèo ở nhiều nơi khác nhau hay đơn giản là khó khăn dịch bệnh, nó sẽ ảnh hưởng rất đáng kể tới cái việc chăm sóc cho các cháu. Vấn đề điều trị Covid cho em thì có những khó khăn như sau. Một là đương nhiên biết trẻ nhỏ thì không thể tự chăm sóc cho chính bản thân mình, đòi hỏi có người khác chăm sóc, và các cháu cũng chưa có ý thức đầy đủ. Thì ra vì vậy đó là một khó khăn trong vấn đề điều trị và chăm sóc cho các cháu. Cái thứ hai là việc chẩn đoán của nó cũng khó khăn, bởi lẽ về triệu chứng của COVID-19 thì rất là giống với là triệu chứng các bệnh nhiễm trùng hô hấp thông thường rất là phổ biến ở trẻ em. Đặc biệt chẳng hạn vào tháng này thì ngoài chuyện COVID cũng sắp tới vẫn là những cái tháng mà các cháu mắc bệnh đường hô hấp, cảm ho, sổ mũi, sốt là chuyện thông thường. Thật ra vì vậy mà những triệu chứng này nó giống nhau quá, ta rất ít khi mà rất khó khăn để mà chúng ta có thể chẩn đoán phân biệt thành rồi đâu là COVID hay là nhiễm trùng hô hấp. Riêng các triệu chứng mà đặc biệt gợi ý COVID, chẳng hạn như rối loạn khứu giác, vị giác thì người ta dễ dàng có thể phát hiện được người lớn. Để trẻ em thì làm sao ta phát hiện được những cái trẻ em bị chẩn đoán về phương diện lâm sàng đó là khó khăn. Về phương diện điều trị cũng vậy, thì có rất nhiều các thuốc điều trị COVID được áp dụng rộng rãi trên thế giới, nhưng rất tiếc là chưa phép được sử dụng ở trẻ nhỏ vì người ta chưa chứng minh được cái hiệu quả và đặc biệt là tính an toàn, người ta chưa cho phép sử dụng những loại thuốc này ở trẻ em. Vấn đề chủng ngừa cũng thế, chúng ta biết rằng hiện thời người lớn chủ yếu vẫn là đối tượng được cho phép chủng ngừa, và hiện thời trẻ em vẫn chưa được phép chỉ định chủng ngừa COVID một cách rộng rãi, do tới nay cái bằng chứng về hiệu quả và tính an toàn của vaccine đối với trẻ em đã vẫn chưa được chứng minh đầy đủ. Ra vì vậy cái vấn đề mà COVID cho em nó tạo cho chúng ta những cái khó khăn nhất định trong vấn đề chẩn đoán, điều trị và chăm sóc các cháu. Hiện nay nhiều phụ huynh lo lắng những triệu chứng cảm cúm thông thường với việc lây nhiễm SARS-CoV-2. Bác sĩ có thể nêu lên một số đặc điểm để phân biệt triệu chứng để phụ huynh cần theo dõi không ạ? Thì đúng là thì thời đại hiện nay chúng ta lưu ý là dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là Hồ Chí Minh vẫn là triệu chứng rất khó lường, là phải rất là cảnh giác. Riêng với trẻ em thì trong giai đoạn này là giai đoạn chuyển mùa, số trẻ mắc bệnh hô hấp thông thường không phải là COVID cũng sẽ gia tăng theo quy luật hàng năm. Theo kinh nghiệm từ hàng chục năm nay, chúng tôi thấy rằng cứ vào những tháng giao mùa và mùa mưa sắp tới, tức là từ tháng 8 đến tháng 10 sắp tới đây này, là những tháng đỉnh cao có bệnh hô hấp ở trẻ em, và các phòng khám bệnh viện và kể cả các bệnh viện rất là thường quá tải cao nhất vào trong giai đoạn này. Thực ra trong giai đoạn này chúng ta ngoài việc chúng ta lưu ý phòng chống COVID-19, chúng ta cũng không quên cái mục tiêu kép là chúng ta phải lưu ý đầy đủ tới các bệnh nhiễm trùng hô hấp thông thường khác mà nó đang vào mùa.
Về phương diện triệu chứng mà nói như tôi nói ở trên thì COVID-19 có nhiều triệu chứng giống như các bệnh hô hấp thường gặp ở trẻ em, nên thật sự là khó phân biệt. Nhất là chúng ta lưu ý rằng khi đa số trẻ nhiễm COVID thì là không có triệu chứng, đa số khó biết chuyện này. Về các triệu chứng thường gặp khi mà các cháu nhiễm COVID đó, thì hàng thường gặp nhất vẫn là triệu chứng sốt, 80 thậm chí 90% các trường hợp. Đã vì vậy chúng ta không ngạc nhiên để tầm soát COVID, người ta dùng cái nhiệt độ á, đo thân nhiệt để tầm soát coi đang có COVID hay không, bởi đây là triệu chứng phổ biến hàng đầu. Cái triệu chứng thứ hai là triệu chứng ho, có thể 70-80 thậm chí là 90% các trường hợp. Thật ra chúng ta cũng không ngạc nhiên khi ta dùng triệu chứng này để chúng ta phân luồng bệnh nhân tới khám, bệnh nhân nào có triệu chứng ho, triệu hô hấp đi vào một bên để chúng ta truy tìm COVID, còn những bệnh nhân không có triệu chứng hô hấp đi vào một bên để tránh cái sự lây nhiễm trong cái môi trường ở bệnh viện, các phòng khám. Và ở trường hợp nặng hơn thì các cháu sẽ khó thở ở nhiều mức độ khác nhau. Trong những trường hợp nặng, cái này chúng ta không phải nói rồi. Cái chuyện thứ hai nữa là chúng ta lưu ý rằng những triệu chứng gợi ý mà cho nhiễm COVID-19 như nói là trên đó, chẳng hạn như giảm mất vị giác, khứu giác thì là triệu chứng rất đặc hiệu, nhưng trẻ em thì rất là khó phát hiện. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải cảnh giác. Có nhiều người cho rằng đối cảm ho thông thường, triệu chứng sổ mũi, gạt mũi là chuyện rất là thường gặp. Thành ra nếu mà các cháu chỉ ho sơ sơ, sổ mũi, gạt mũi mà không có sốt thì cháu không phải COVID đâu. Thì chuyện này là không hoàn toàn chính xác mà chúng ta không chủ quan được. Vì ngay cả một trẻ nhiễm COVID cũng có tỷ lệ là có khả năng tới 5-10% các trường hợp là cũng có triệu chứng sổ ho, sổ mũi giống như là trường hợp mà cảm lạnh thông thường. Thành ra về phương diện triệu chứng để phát hiện COVID, chúng ta thứ nhất là trong mùa này thì chúng ta phải vô cùng cảnh giác. Đặc biệt là nếu mà những người có xuất hiện triệu chứng sốt hay triệu chứng hô hấp mà sống ở trong cái khu vực mà gọi là cách ly, khu vực mà gọi là dịch tễ đó, thì mối quan tâm hàng đầu là chúng ta phải làm sao loại trước cái nhiễm COVID trước khi mà chúng ta nghĩ tới những bệnh hô hấp thông thường khác, vì mức độ lây lan và mức độ ảnh hưởng của nó có khác nhau. Thưa bác sĩ, như tại Bắc Giang đang áp dụng việc cách ly tại nhà đối với đối tượng F1 là trẻ em. Theo bác sĩ, để giám sát chặt chẽ việc cách ly đối với đối tượng này cần lưu ý những gì? Thì cách ly tại nhà là một phương án mới đã được Bộ Y tế và Sở Y tế Hồ Chí Minh đã tính tới trong trường hợp mà F1, số lượng bệnh nhân F1 là phải cách ly tăng rất là nhiều trong thời gian gần đây. Riêng đối với trẻ em mà chúng ta giá loại F1 là cách ly tập trung thì đó là vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Bởi lẽ cái hình ảnh mà trẻ em F1 phải mang ba lô nhỏ nhỏ trên đi cách ly tập trung trong cái bộ đồ mà một bộ cá nhân mà động thùng thịt đó, không chỉ là cảnh làm đau nhói lòng người mà còn vì mà khi mà trẻ nhỏ phải cách ly như thế sẽ là vấn đề rất ít khó khăn khi chúng khi các cháu chưa thể tự chăm sóc mình, và chắc chắn sẽ ngoài vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe nó còn có những sang chấn không thể xem thường đối với trẻ. Vì vậy việc cách ly mà cũng đối tượng F1 tại nhà nếu là đối với trẻ em là biện pháp chúng ta phải cần thiết và tính tới trong giai đoạn hiện nay, nhưng chúng ta không nên áp dụng tại nhà mà chúng ta cần phải phân loại kỹ cũng như phải tính tới các điều kiện nào áp dụng được thì chúng ta mới áp dụng mà thôi. Thì Bộ Y tế đã có hướng dẫn cụ thể về thí điểm cách ly F1 tại nhà như sau. Thứ nhất, đối với những người mà tiếp xúc gần, rất gần và có nguy cơ cao mà COVID thì vẫn phải cách ly tập trung như thường. Cái việc thứ hai, ở nhà cách ly thật nhưng mà phải bảo đảm được việc thay đổi thân nhiệt ngày 2 lần và phải bảo đảm được việc lấy mẫu xét nghiệm như y hệt như trong thời gian họ đi cách ly tập trung. Và chuyện thứ ba, người cách ly tại nhà phải có cái ký cam kết để thực hiện các biện pháp như cách ly ở các điểm tập trung, và nếu vi phạm thì cách ly tại nhà mà sẽ bị xử lý như thế. Để làm được cái việc cách ly tại nhà, nhất là đối với trẻ em, thì chúng ta phải nhấn mạnh vai trò phối hợp rất là tốt giữa gia đình, y tế địa phương và chính quyền địa phương. Liên quan đến công tác bảo vệ và điều trị chăm sóc bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, hiện nay thì cụ thể là khoa hô hấp đang áp dụng những biện pháp nào để bảo vệ các bệnh nhi trước nguy cơ của COVID ạ? Một số biện pháp đã được bệnh viện cũng như phòng khám chúng tôi đã và đang triển khai như sau. Thì đối với nhân viên thì chúng tôi phải tập huấn và phải có biện pháp
đôn đốc và chỉ giám sát rất kỹ việc thực hiện 5K cho toàn bộ công ty, không chỉ là điều dưỡng bác sĩ trên y tế mà kể cả những nhân viên ở các phòng ban văn phòng và kể cả những người làm công tác vệ sinh bảo vệ và chỉ nhân viên chủ xe cũng phải được giám sát sự 5K và được giám sát rõ ràng. Cái chuyện thứ hai là chúng tôi áp dụng cái việc mà chuẩn người trong nhân viên. Chúng tôi chuẩn người ở đây không chỉ cho bác sĩ điều dưỡng là những người trực tiếp chăm sóc cho bệnh nhân, mà ngay cả những người có thể làm văn phòng và kể cả những nhân viên vệ sinh, tổ thợ, những người căng tin nhân dân, mọi người giữ xe nhân dân cũng là trong đối tượng phải được chuẩn người. Thì chỉ có thể bảo vệ được các cháu nếu như người của chúng ta, nhân viên chúng ta được bảo vệ không nhiễm bệnh trước cái đã. Và khi mà chúng tôi đã được chuẩn ngừa rồi thì việc mà thực hiện nghiêm túc 5K và giám sát cái việc 5K này thì phải được tiếp tục thực hiện ngay cả khi đã được chuẩn ngừa. Và chắc tâm lý chủ quan là tôi đã chuẩn ngừa rồi, ở đây chỉ 5K là tôi cẩn thận, cái đó là hoàn toàn sai. Không những thế, chúng tôi tăng cường chuẩn bị cho nhân viên bên cho nhân viên ngay từ những ngày đầu để các bác sĩ tại điều dưỡng của công ty vệ sinh khác để phải hiểu rõ về bệnh COVID, phải hiểu rõ về các cái đường lây truyền cũng như các phòng ngừa đó thì mới bảo vệ được chính mình và mới bảo vệ được cho các cháu không bị lây nhiễm từ nhân viên của bệnh viện. Về phía bệnh viện thì trong thời gian gần đây thì bệnh viện đã thực hiện nhiều rất nhiều giải pháp. Chẳng hạn chúng tôi đã tổ chức phân luồng bệnh nhân có triệu chứng hô hấp ngay từ khoa cấp bệnh, nghĩa là người các cháu nào đến khám bị triệu chứng hô hấp thì họ được hỗ trợ nhân dân đi khám một khu vực riêng, một luồng riêng cách ly hoàn toàn với những bệnh nhân là không bị triệu chứng hô hấp. Và chúng tôi đã từ lâu đã có phòng đồng bệnh COVID-19 ngay tại khoa cấp bệnh và có phòng sàng lọc cấp cứu dành cho các trường hợp cấp cứu để tránh lọt sổ những trường hợp mà COVID. Cái đó thì mình giúp chúng tôi hiện nhanh các trường hợp bệnh COVID để có thể bảo vệ các cháu không bị lây lan. Ngoài ra thì trong thời gian gần đây chúng tôi nghiên cứu tiềm năng khai thêm các test nhanh để nhanh chóng phát hiện các trường hợp ca bệnh. Chúng tôi hàng ngày phải tổ chức 4 tiết nhân viên đi giống như là đi tuần tra và nhắc nhở nhân dân thực hiện để đeo khẩu trang cho nó liên tục trong suốt thời gian chăm sóc các cháu tại bệnh viện. Và theo chỉ đạo của Sở Y tế, chúng tôi chỉ thực hiện công việc chỉ có một bệnh nhân được chăm sóc bởi một thân nhân và không cho phép thăm bệnh trong thời gian này. Và chúng tôi chỉ cho tiếp tế trong những cái đồ ăn, những cái vật dụng sinh hoạt cần thiết và những giờ cố định được công bố trước đó dưới sự giám sát của bệnh viện. Và gần đây thì bệnh viện mới triển khai thêm cái việc hỗ trợ thân nhân trong việc cung cấp thức ăn đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Người nhà không cần đến tới khoa mà giao những cái vật dụng cần thiết thức ăn ngay từ cổng bảo vệ và chính bệnh viện sẽ có xe thủy để đưa lên tới tận giường tận phòng cho các cháu và cho thân nhân của mình. Thì vào thời điểm hiện nay tôi xin nhắc lại chúng ta phải làm cái mục tiêu kép. Mục tiêu quan trọng lớn nhất đó là phải phòng chống COVID. Cái thứ hai chúng ta đừng quên phòng chống các bệnh lý hô hấp khác trong thời điểm chuyển mùa như thế này. Và nếu mà chúng ta làm tốt cái việc những biện pháp phòng chống COVID cũng giúp chúng ta phòng chống được các bệnh lý hô hấp khác. Thì đối với lại những biện pháp để mà chúng ta có thể áp dụng được ngoài việc 5K chống COVID và những biện pháp căn cơ lâu dài để phòng chống những bệnh hóa thông thường, chẳng hạn về vấn đề bú sữa mẹ, dinh dưỡng nhân dân của người nhân dân, thì các biện pháp cần thiết trước mắt cần phải làm trong giai đoạn hiện nay tôi nghĩ là thứ nhất là chúng ta vẫn phải áp dụng tốt nguyên tắc 5K. Cái chuyện thứ hai là vào thời điểm này chúng ta biết là lúc nắng lúc mưa, lúc thì quá nóng lúc thì mưa thế này, chúng ta chú ý rằng khi mà thời tiết thay đổi như vậy thì chúng ta phải giữ ấm cơ thể đúng mức khi trời mưa gió tránh gió lùa, nhưng mà khi trời nóng thì phải giữ được nó thoáng mát. Thì mà trời nóng như thế này nên hạn chế cái việc mà đóng cửa phòng kính và tránh bật máy điều hòa, vì trong cái điều kiện đóng cửa phòng kính như thế mà bật máy điều hòa như thế thì COVID cụ thể là cái biến thể mà Delta sẽ đang lây lan được một trăm phần và chúng ta cần giữ thông thoáng nơi ở nhà cửa của mình và nhà sạch sẽ. Thứ năm là vấn đề dinh dưỡng, chúng ta cần cho bệnh nhân cho các cháu uống đủ nước. Chúng ta biết rằng việc mà uống đủ nước sẽ giữ cho tim mạch ta có độ ẩm và
và nhờ vi mạc trụ ẩm này, nó là một trong biện pháp quan trọng để tránh cái việc xâm nhập của virus vào đường hấp và gây bệnh cho các cháu. Đối với trẻ lớn, có một số chuyên gia khuyến cáo cho các cháu sử dụng nước muối mỗi ngày ít nhất là 2 lần một ngày chẳng hạn, vì có thể làm giảm thiểu được nguy cơ nhiễm trùng hấp và thậm chí của COVID. Có một số người là tin rằng có hiệu quả nhất định. Cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trần Anh Tuấn đã tham gia và chia sẻ những thông tin rất là hữu ích trong chương trình này. Và thưa quý vị, chương trình Si Talk số này cũng xin được tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.